chảy nước miếng khi ngủ, 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm. Trong suy nghĩ thông thường, việc chảy nước miếng khi ngủ hay còn gọi là chảy rãi không phải là vấn đề sức khỏe gì lớn. Nhưng theo nghiên cứu, nếu xuất hiện việc chảy nước miếng thường xuyên, bạn nên cẩn thận. Việc chảy nước rãi khá phổ biến ở trẻ em, nhưng người lớn vẫn bị chứng này. Bạn nên cảnh giác với một số loại bệnh đang nằm trong cơ thể, đặc biệt là với người cao tuổi. 1. Cảnh báo tiền đột quỵ. Trong trường hợp khẩn cấp, người bị đột quỵ sẽ có những dấu hiệu cứng miệng, lệch miệng, làm cho cơ miệng không điều tiết được việc nuốt nước bọt, gây chảy nước dãi ngủ. Nếu sáng hôm sau ngủ dậy soi gương, thấy cười lệch miệng hoặc đau đầu và các triệu chứng khác, có nghĩa là có khả năng bạn đã bị đột quỵ nhẹ trong đêm. Trong trường hợp này, bệnh nhân tuyệt đối không được xem nhẹ, nên ngay lập tức đến bệnh viện để kiểm tra và có biện pháp phòng ngừa đột quỵ kịp thời. 2. Viêm nhiễm vòng miệng. Khi bị viêm ở vị trí nào đó trong miệng, sẽ kích thích sản xuất nước bọt, gây đau dẫn đến chảy nước dãi. Trong trường hợp bình thường, sau khi điều trị loại bỏ viêm, hiện tượng chảy nước dãi này tự nhiên biến mất. 3. Viêm dây thần kinh mặt. Khi vùng mặt bị tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh, gió thổi mạnh hoặc cảm cúm, có thể sẽ xuất hiện hiện tượng chảy nước dãi khi ngủ. Trong trường hợp này, thậm chí bệnh nhân còn có hiện tượng giật ở mắt, bị kéo lại, nhắm một nửa, lệch miệng và các triệu chứng khác. Đây không còn là hiện tượng bình thường nữa mà có dấu hiệu của thần kinh cơ mặt, hãy điều trị sớm. 4. Não hoạt động quá mức. Khi chúng ta làm việc quá nhiều khiến não hoạt động quá mức, rơi vào trạng thái cực kỳ mệt mỏi, hoặc khi dùng những loại thuốc nhất định nào đó, có thể gây ra rối loạn chức năng tự trị của cơ thể. Đồng thời có thể xuất hiện tình trạng thần kinh giao cảm kích thích xảy ra trong khi ngủ, não gửi đi những tín hiệu sai gây chảy rãi ngủ. Trong trường hợp này, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, điều chỉnh tinh thần hợp lý để tình trạng thể chất và tinh thần duy trì sự ổn định, tránh khả năng suy giảm miễn dịch gây ra các bệnh liên quan khác. 5. Xơ vỡ động mạch. Xơ vỡ động mạch có thể dẫn đến thiếu máu cục bộ ở não và các vùng cơ bắp, thiếu oxy dẫn đến giãn cơ mặt, cùng với khả năng nuốt của người cao tuổi bị suy yếu, dẫn đến chảy rãi khi ngủ. Nếu người cao tuổi bị chảy rãi ngủ, mặc dù không lệch miệng, không bị thần kinh làm nhắm mắt lỏng lẻo và các triệu chứng khác, thì vẫn nên đến bệnh viện để khám càng sớm càng tốt.